quý vị và các bạn. Chuyên mục Kỹ năng sống kỳ này, tạp chí xin được gửi tới quý vị và các bạn bài viết Bài học xúc động về sự tha thứ cho người khác. Thưa quý vị và các bạn, tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình, vì điều ấy sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, cho bạn cuộc sống đẹp hơn. Nhân dịp cô con gái Mira làm việc ở nước ngoài về thăm nhà, ông bà Louis quyết định cả gia đình sẽ đi ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng sang trọng trong vùng. Cả nhà ai cũng mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, vui vẻ ngồi vào bàn chờ đợi được phục vụ đồ ăn. Cô hầu bàn trẻ trung bưng trên tay chiếc khay có món cá sốt thơm lừng tiến đến. Cô lúng túng và làm nghiêng chiếc đĩa cá. Nước sốt trên đĩa rơi thẳng xuống chiếc túi da đắt tiền của bà Louis. Cô hầu bàn sợ đến mức đứng đờ người, lắp bắp xin lỗi và chờ đợi cơn thịnh nộ của khách hàng. Nhưng bà Louis chưa kịp tuôn ra những câu quát mắng thì cô con gái Mira đã đứng bật dậy, chạy đến bên bà và nhẹ nhàng bảo: "Không sao đâu, chỉ là chút nước sốt thôi, lau qua là ổn mà, cô đi làm việc của mình đi." Cô hầu bàn rối rít cảm ơn và đi vào. Bà Louis vẫn chưa hết tức giận, nhưng thấy cô con gái như đang rất xúc động nên thôi. Khuya hôm đó, Mira nhẹ nhàng đến bên mẹ và cô đã kể cho bà Louis nghe câu chuyện về cuộc sống của mình khi mới bắt đầu lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Đó cũng là lý do tại sao cô hành xử như thế với cô hầu bàn. Ngày đầu tiên làm việc tại một nhà hàng của một khách sạn lớn, Mira được phân công rửa ly rượu. Những chiếc ly thủy tinh mỏng manh trong suốt tưởng như chỉ động mạnh một chút là có thể vỡ ngay. Mira rất thận trọng, cô nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc, như khi cô xoay người vô tình tay chạm phải chiếc ly và gạt nó xuống đất vỡ tan. Mira sợ đến nỗi cứng đờ cả người, cô có cảm tưởng như mình đang rơi xuống địa ngục. Người phụ trách ca đi tới vỗ vỗ vào vai Mira và nói: "Không sao đâu." Rồi bà gọi những nhân viên khác tới dọn dẹp đống thủy tinh vỡ, không một lời trách móc Mira. Một ngày khác, khi đang phục vụ rượu vang đỏ, Mira đã sơ ý để rượu vấy lên chiếc váy trắng của một vị khách. Mira đã sẵn sàng chịu trận, nhưng không ngờ vị khách ấy đứng lên nói nhẹ nhàng với cô: "Không sao đâu, chỉ cần gột bằng nước là sạch mà." Rồi đi vào nhà vệ sinh, không một lời mắng mỏ hay to tiếng. Bà Louis chăm chú nghe câu chuyện của con gái và bà đã hiểu ra lý do tại sao con gái lại xúc động như vậy. Nhìn mẹ, Mira gật đầu bảo: "Mẹ, bởi vì những lỗi lầm của con đều được tha thứ bởi sự rộng lượng của mọi người, nên con cũng đã học được cách rộng lượng và tha thứ cho những người khác khi họ mắc lỗi với mình." Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình, vì điều ấy sẽ làm bạn hạnh phúc hơn, cho bạn cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của người khác, đôi lúc chỉ là trong một khoảnh khắc. Vì thế, hãy đừng ngần ngại mà mở lòng ra giúp đỡ họ khi bạn có thể làm được, bởi sẽ đến lúc chính bạn là người cần giúp đỡ. Chuyên mục Kỹ năng sống xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bài học xúc động giúp người là giúp mình. Franco làm nghề lái xe taxi đã nhiều năm nay. Vì gánh nặng nuôi sống gia đình nên anh nhận chở khách ngày đêm đến cả những vùng xa xôi. Một ngày nọ, Franco chở khách ra ngoài ô đến một vùng núi, không ngờ khi quay về thì bão tuyết ập tới bất ngờ, khiến cho xe của anh bị mắc kẹt trong một đống tuyết lở, xoay sở thế nào cũng không thoát ra được. Đang không biết làm thế nào thì có một ông lão đánh xe ngựa đi qua. Thấy Franco đang trong tình trạng như vậy, mặc dù đang vội về nhà, nhưng ông lão vẫn dừng lại, dùng ngựa của mình chật vật kéo chiếc ô tô ra khỏi bãi tuyết lầy. Franco cảm ơn ông lão rối rít, xin trả tiền ông, nhưng ông lão chỉ bảo hãy giúp đỡ người khác khi anh có thể,
anh sẽ luôn có được sự giúp đỡ khi cần. Franco thực sự xúc động, anh gật đầu và tạm biệt ông lão, tự nhủ sẽ làm như lời ông lão nói. Hôm sau, Franco chở một cụ già mù lòa lên thành phố khám bệnh. Bà cụ già yếu, mù cả hai mắt mà còn bệnh tật, con cái không có, khiến anh rất cảm thương. Chở bà đến tận nơi, Franco còn xuống xe, dắt cụ vào tận phòng khám, gặp bác sĩ. Tiền xe của cụ hết $50, nhưng khi cụ già đưa, anh không nhận mà nói: "So với cụ thì cuộc sống của cháu còn dễ dàng hơn, cụ dùng tiền này để khám bệnh đi ạ." À? Rồi anh quay đi ngay. Vừa ra đến xe thì một người đàn ông sang trọng bước theo anh bảo chở ông đi. Franco rất mừng, mời ông lên xe ngay. Đến khi xuống xe, tiền xe của ông ta cũng là $50. Người đàn ông đưa cho Franco $100 và bảo anh không phải trả lại. Ông mỉm cười: "Tôi trả tiền xe cho cả bà cụ vừa nãy, so với cậu thì cuộc sống của tôi dễ dàng hơn nhiều." Rồi ông xuống xe và bước đi. Franco thực sự thấy xúc động. Anh mỉm cười nhớ về ông lão đã giúp mình ra khỏi bãi tuyết lầy, và câu nói của ông anh vô cùng thấm thía: "Trong cuộc sống khó khăn này, bạn sẽ gặp rất nhiều người cần tới sự giúp đỡ của người khác. Đôi lúc chỉ là trong một khoảnh khắc đến bất ngờ. Vì thế hãy đừng ngần ngại mà mở lòng mình ra giúp đỡ họ khi bạn có thể làm được, bởi sẽ đến lúc chính bạn là người cần sự giúp đỡ. Nói cho cùng, giúp người lúc này chính là bạn giúp đỡ mình lúc khác mà thôi."